Xin chào cả nhà. Trời ơi, nó cay. Bà chị đang kho nồi thịt kho rượu bằng củi. Cho nên hả, nó khói nó bay bập bùm. Cho nên nó cay. Nó cay tè lửa. Đây cả nhà ơi, cho cả nhà xem. Wow. Kho bằng nước dừa nè. Vừa nước nữa cả nhà. Cho nên hả, nó sẽ vịu và nó sẽ ngon. Kho bằng củi mà nó bay tới hả, người nào người nấy cay tới muốn xỉu hết rồi, xỉn nhỉn hết rồi. Còn đây là mình xào cà tím. Cái bao này con ném vô chưa không? Cà tím con phải đảo lên cho nó đều không? Cà tím. Còn đây trời ơi, cà tím xào. Con có nêm miếng dầu hào vô không? Có. Cà ở Việt Nam nó non lắm luôn cả nhà, nó ăn nó non, nó không có giống như cà tím của bà bự bên Thụy Điển cả nhà ơi. Cà tím của bà bự của Thụy Điển nó ăn nó không có bằng mấy cái cà xanh ở Việt Nam mình đâu. Cà xanh Việt Nam mình nó ăn nó có mùi cà rất là ngon luôn. Khoe với cả nhà món đặc biệt đây cả nhà ơi. Ngày hôm qua giờ mình ăn đã luôn, ngày hôm qua mình lúc nào mình ngủ dậy cái là bà chị này cái nọ làm đồ ăn xong hết rồi. Là mình không có quay, mình nhào vô ăn luôn cái mình quên quay luôn. Mà cô chú ơi, đây là món đặc biệt hôm qua mình ăn cơm quá trời luôn cả nhà. Món ghẹm nè, món ghẹm muối nè, trời ơi rất là ngon luôn cả nhà ơi. Con nó nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà con mẹ đó cả nhà, cho nên nó gạch không ha. Bà chị muối nó hơi lạc nè, ăn rất là ngon luôn. Ủa ăn với cơm hả, nó còn hơn là mấy cái cua ghẹ bự. Cua ghẹ bự Hàn Quốc mà người ta ngâm tương á. Ủa cái này nó chắc được hơn nữa cả nhà ơi. Trời ơi con nào con nấy nó gạch đã ngon lắm luôn, trộn với cơm ăn rất là ngon luôn. Hôm qua giờ mình ăn món này quá trời luôn. Rất là ngon. Rất là hiếm cả nhà ơi, trời mưa lớn thì là lớn nó mới có. Nếu không là nó không có đâu. Nó thiên nhiên á cả nhà, cho nên hả trời mưa lớn thì là lớn mới người ta mới đi xôi bắt được. Mà nó con không có được bự, con nó nhỏ nhỏ thôi. Quay đi nè, quay đi cho Đức mà má thôi nè. Ơi sao lại? Má đây em ơi. Anh Nhân ơi, mua đế anh Nhân ạ. Cút cột có cả. Ồ. Ấy dạ 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 dạ. Ấy dạ 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 dạ. Cô cái lưỡi làm gì vậy? Cái lưỡi làm gì đó? À, con mời lưỡi là mày biết đi. Con mời sủi mía đi. Con cái lưỡi xấu xấu này, lưỡi xấu xấu này, lưỡi. Lưỡi xấu xấu đâu? Ôi, lưỡi xấu xấu đâu? Con quay con hả? Ua, pin kìa. À pin mời sủi xấu xấu đi. Mời sủi xấu xấu đâu? Bi gió đi. Bi gió bà bá đi. Thằng cháu cưng của tôi đây nó quậy bà cấu đó. À biết nó. À bên nó mà tới một cái là nhộn nhịp nguyên ngày đó. Một con vịt sẽ hai. Doanh pin với Dắt con thương ai nhiều? Giống nhau. Thương giống nhau luôn hả? Đâu? Thương ai nhiều? Cái gì mà nhân thương giống nhau? Giống nhau rồi. Pin nó quậy con có sợ pin không? Không luôn hả? Không sợ luôn hả? Con bự hơn pin. Con bự hơn pin cho nên con không sợ phải không? Con chăm em được không? Dạ. Yeah. Con chăm pin được không? Hả? Con chăm pin với Dắt được không? Được không hả? Làm được luôn hả? Ôi rồi ha, pin nó quậy con có giận. Con pin quậy quá rồi con có mệt không? Hả? Doanh, pin quậy quá con có mệt không? Con cứt này nè, con cứt này nó quậy nó năng động mà cứa luôn. Hả? Pin ơi. Pin này ha, nó lớn hơn Dắt
vài tháng nè ông bà cô chú ơi. Đây là thằng con trai của thằng em trai Út nè. Ôi ôi nó lớn vài tháng mà nó năng động nè. Coi kìa. Nó gặp đường John là nó giỡn tới cửa đó đó. Ôi ôi quá vô nắm luôn á. Hả? Hả con ơi. Trời ơi coi kìa. Quay tưng bừng luôn. Ai coi chừng trúng. Ai vậy? À coi chừng trúng, coi chừng trúng. Trời ơi trời ơi con nó quậy ra. Ôi trời 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 ơi trời ơi quậy tới vậy kìa. Trời ơi. Bina ơi. Bina. Ui ui ui. Này nè. Rồi gặp John khoái luôn kìa. Ơ hèn chi John nó thương cu Bin dữ lắm nè. John thương. Trời ơi. John thương nhất giống nhau. Thương giống nhau luôn hả? Thương giống nhau Bin luôn hả? Ê tao với con. Bina. Trời ơi. Hả? Hả gặp anh John là chơi vậy đó coi chừng chúng em. Ở trên hết kìa. Ai dài 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 dài. Hả? Rồi rồi bye bye đi, vỗ tay bye bye đi. Bye bye. Coi nè, coi nè sững nè không nè. Coi kìa. Coi kìa chơi gì kỳ vậy? Ê ê ê ê ê. A Bin ơi, không có được làm anh Vân nha. Hả chim anh Vân à? Chim à? Chim. Chim. Hùng á. Hùng đã luôn rồi. Rồi hùng anh Vân đi. Hùng anh Vân đi. Trời ơi. Cơm này cái nhà ăn cơm với ghẹ rau bằng cua, rau bằng cua trời mưa này á dừng cản á một rau bằng cua nhiều lắm luôn cái nhà mình về mình đã bóp chua xíu á chấm với thịt kho rất là hết sảy 3 số 7 hết sảy con bà 7 món ăn đặc sản. Giờ mua này với chấm thịt kho là hết sảy. Như các bạn cua ăn nên thuốc không tụi chết. Ừ. Cái này hỏi về về vấn đề này không sao. Ủa ăn nên thuốc gì vậy? Vậy nhức mỏi không? Nhanh quá, chỗ nào có gì nhả? Mưa nhiều là nó có rồi nè. Được không điện cho ông bà cô chú coi à. Nó thiên nhiên phải không? Nó lạnh này cả nhà. Lạnh quá trời lạnh. Là con này có những cái chó chả con nón bố rồi đó. Là sao? Con cái cá lăn xay cánh gì cái. Tụi bây giờ tá lộn xộn. Hay giờ đây. Chị bệnh chỉ hả? Ngon cua xào thịt bò cũng rất là ngon cả nhà. Ngon cua mà xào thịt bò mình né đó, rất là ngon luôn á. Ngọc lấy cái mít để cho sếp không? Chút xíu chiều á mình sẽ cả nhà mình sẽ đi chơi cả nhà. Mình sẽ đi Tây Ninh, đi Ba Liễm, đi Tây Ninh xong rồi ghé đâu á, cho mình về Vũng Tàu cái nè. Chiều là mình xuất phát thôi.
rất là ngon. Mì đây em ăn cái rau này phê luôn. Mì leo có ấy mấy bò sắc sắc kìa. Thì gà với bà nằm ăn xong mình sẽ đi, mình sẽ đi cắt móng, mình sẽ đi đi gội đầu. Có mẹ rồi. Em dắt nó ngủ rồi đó. Em vô với em với Sky gì đó. Ăn hết rồi coi cả nhà ơi. Ăn cái gẹn này rất là ngon luôn. Cái này mình trộn với cơm rồi. Con nhỏ nhỏ 1 ký 180 nha. Mình mua tự mua nó sống về mình muối. Cho nên cái thịt của nó rất là chắc. Số 1. Mít mít màu đỏ cả nhà. Mít màu đỏ ha, mình thấy siêu thị nó bán mắc hơn là mít màu vàng mười mấy ngàn. Nhưng mà nó cũng không có ngọt, ngọt đắm đâu cả nhà. Nó cũng ngọt không có bằng cái mít màu vàng, nó mít màu vàng nó cũng ngọt dữ lắm. Cái này nó muối nó dày nhưng mà nó cũng không có ngọt, ngọt nhiều đâu cả nhà. Dày dữ lắm luôn. Ăn được. Để mà mình đi chuẩn bị đồ cái này. Muốn bây giờ chuẩn bị xe sắp tới, chuẩn bị đi chơi ông bà cô chú ơi, chuẩn bị đi chơi mà chai dầu dốt vô chống mặt nữa nè. Ê, chống mặt đúng nhẽo không cho đi rồi ông bà cô chú ơi. Trời ơi, tự nhiên muốn đi chơi cái ông về nói bà lào cầu. Bà lào cầu, bà nói bà già quá. Ba nữa hồi lên TV á ba. Ồ. Con đi về thì điểm con thấy được ba. Nó có bán không? Ba cũng có già lắm rồi cả nhà, 84 tuổi rồi. Cho nên ha, bây giờ đi đâu đi không được, đi vòng vòng ở nhà thôi, đi vòng vòng xíu nhà thôi. Chứ hả, yếu lắm cả nhà, già rồi, bệnh nhiệt lắm. Ba xỉa đi ba hỏi xỉa đi, ba cười đi. Ba mình hơi nặng tay cả nhà, cho nên nói phải kê vô lỗ tai mới nghe được cả nhà ơi. Cho nên ha, tụi nhiên sắp sửa đi chơi cái nói hả, đi chơi 2 ngày mới về nha. Tụi bay đi ha, tao ở nhà tao xây sẩm, mấy bữa nay tao xây sẩm tao không nói. Chịu nói nhũng nhẽo. Nói là bậy rồi mà. Em dắt ơi. Em dắt lại hung ma côn đi. Trời ơi, mồ hôi xíu vô cái cua lão đi ha. Trời ơi. Bây giờ chờ xe lại chuẩn bị đi chơi, hành trình đi chơi mình sẽ quay tập tiếp theo cho ông bà cô chú và cả nhà xem nha. Rồi video này mình kết thúc ở đây, hẹn cả nhà vào website. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.